shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ nhá. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến anh em những cái phần quà này. Chắc là anh em chúng ta sẽ rất mong chờ luôn. Đó. Và những cái phần quà trong sự kiện sinh nhật cũng được bên Garena người ta hé lộ rồi. Chút nữa thì mình sẽ chọn người chúng ta xem qua nhá. Thì chúng ta cũng đang có sự kiện, đó chính là nhận quà đăng ký từ Shopee này. Ok, thì nói chung là đăng ký từ Shopee này nó cũng khá là dễ và đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp cho mình nhá, là những người ấy chúng ta đăng ký tài khoản Shopee mới, tức là những bạn nào mà tài khoản Shopee cũ rồi ấy, thì lấy số điện thoại mới này chúng ta đăng ký, hoặc là tài khoản Gmail mới để chúng ta đăng ký nhá, thì các bạn mới nhận được đó chính là cái mã gift code này nhá. Mới chúng ta mới đăng ký để nhận combo cái mã code từ Shopee mọi người nhá. Thì cách nhận như thế nào ấy thì đường link mình có để phía dưới cho bạn tham khảo nhá. Thì video trước thì mình cũng có hướng dẫn chi tiết rồi ấy, các bạn cứ xem qua một cái là các bạn biết cách để chúng ta nhận thôi. Ok, và từ từ mình chọn người xem nhá. Trên fanpage của Ghana Verify thì sẽ có một cái bài viết mình sẽ lên để mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta nhận code mọi người nhá. Đâu nhá, các bạn chờ mình một chút xíu nhá. Đây. Thì trên fanpage của Ghana thì có một cái bài viết nó như thế này. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang fanpage này ấy, các bạn sẽ lấy cái đường link này. Các bạn có thấy là cái bước 2 không? Bước 2 sẽ có một đường link nhá. Các bạn nhấn vào cái đường link này, nhấn vào thì các bạn sẽ sang một cái trang mới như thế này. Đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ lưu cái mã đăng ký skin FF lại nhá. Đó, chúng ta sẽ lưu lại, nhưng mà nhớ là đăng ký tài khoản Shopee mới này nhá. Xong rồi chúng ta lưu lại. Đó, ok. Thì nói chung là chi tiết như thế nào ấy thì mình sẽ đưa đến các bạn chi tiết trong cái đường link ở video dưới ấy. Tại vì mình cũng khá là nhiều video hướng dẫn các bạn nhận code từ Shopee rồi, nên là mình cũng không muốn làm lại nữa ấy. Các bạn nếu mà muốn xem lại thì các bạn nhấn vào đường link đó các bạn xem lại nhá. Được chưa? Ok, và nói chung là sự kiện sinh nhật Free Fire, mình nói qua cái này đi. Nhiều bạn hỏi mình là hôm đâu sinh nhật của Free Fire, thì mình cũng có trả lời là ngày 28 tháng 8, là chúng ta sẽ sinh nhật Free Fire 4 tuổi mọi người nhá. Đây, các bạn cũng có thể thấy là chúng ta đã có sự kiện đăng nhập trước rồi ấy, để chúng ta nhận quà nhá. Đó, đăng nhập chúng quà ngon này, 5 ngày thì sẽ có xe thính này để đón chào cái sự kiện sinh nhật. Thì hình như là chúng ta cũng sắp bắt đầu cái chuỗi sự kiện này rồi, nên là mọi người chúng ta cùng chờ đi nhá. Đó, chắc theo mình là cùng chuẩn bị chúng ta bắt đầu sự kiện này rồi. 28 thì thường thường bên Free Fire ấy, nó sẽ bắt đầu những cái sự kiện lớn trước khoảng 10 đến hơn 10 ngày đấy, nó sẽ bắt đầu tầm khoảng đó nhá. Nên là từ giờ đến đó là anh em còn khoảng tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện rồi. Nên là chúng ta cùng chờ mọi người nhá. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ đưa tới anh em một cái này. Đây, hôm nay thì chúng ta có một cái hành động mới, đó chính là hành động vung chảo mọi người ạ. Hành động vung chảo nhìn khá là hay luôn mọi người. Ok, nhìn chất lượng đấy. Để mình xem cái này trong sự kiện gì nhá. Hiện tại thì cái này trong một cái sự kiện, nhưng mà nó chưa cập nhật xong mọi người à. Đây, có vẻ là do mình làm clip từ sáng sớm nên là sự kiện này nó vẫn chưa gọi là nó cập nhật xong vào game ấy, nó đang còn lỗi ấy các bạn. Uầy, vậy là không chơi được sự kiện hả? Đó, là chúng ta không chơi được rồi. Nhưng mà theo mình thấy là cái hành động này nhìn cũng khá là được nhỉ. Đó, vung chảo. Giờ mình mới thấy là một cái chảo nó dài như thế này nhá. Bình thường là cái chảo nó ngắn thôi, nhưng mà tại sao hành động này nó lại vung một cái chảo nó dài như thế này. Đó, bạn thấy không? Cực kỳ dài luôn á. Rồi, ok. Và tiếp theo thì mình sẽ đưa đến anh em những cái phần quà được bên Ghana người ta hé lộ mọi người nhá. Đây, đã được bên Ghana người ta hé lộ này. Uầy, tự nhiên mình bị mình nhấn nó bị đen cái màn hình. Ok, đây là những cái phần quà được bên Ghana người ta hé lộ mọi người nhá. Thì 28 tháng 8 này là sinh nhật Free Fire 4 tuổi. Và năm cho anh em có muốn AD chơi lớn không? Thì ở đây mình thấy là có một cái trang phục cực đẹp này, mà mình nhìn ra là ok, xíu nữa thì mình sẽ cho các bạn xem trang phục này nhá.
Ở đây thì có trang phục cực đẹp này, trợ thủ sơ skin cực cú te này. À, tức là trong sinh nhật Purify này chúng ta sẽ có thể nhận được cái trợ thủ hoặc là sơ skin cực cú te nhá. Theo mình là nếu mà nhận được thì cũng khá là ngon. Hộp có tên hai chữ cái này, một hộp nhìn kiểu kiểu như thế này, hình như là hộp ma thuật các bạn à, đúng không nhở? Hình lập phương này, tìm theo mình nghĩ là hộp này là hộp ma thuật. Ok, và ở đây thì bạn nào thích cả ba thì like và share nhé. Theo mình nghĩ là AD đã nói bạn nào thích cả ba thì like và share, thì theo mình nghĩ là ba phần quà này sẽ có trong sự kiện sinh nhật luôn. Đó, các bạn có thấy ở đây không nhỉ? AD đã bật mí như thế này thì theo mình nghĩ là ba phần quà này sẽ trong sự kiện sinh nhật có trang phục của nam. À, trang phục này là trang phục của nam nhá. AD chơi hơi che hơi mờ nhưng mà mình vẫn thấy được trang phục này. Và hộp có tên hai chữ cái là hộp ma thuật, đúng không nhỉ? Hai chữ cái thôi, ma thuật. Đó. Đúng không các bạn? Và trợ thủ skin cực cú te này. Và sau đây thì mình sẽ cho anh em xem chi tiết trang phục cực đẹp nó sẽ trông như thế nào bạn nhá. Rồi, trước mặt anh em đó chính là cái trang phục mà được bên Free Fire người ta đã hé lộ cho bạn. Thì trang phục này theo mình thì nhìn nó cũng khá là đẹp. Có cái mặt này, ôi, cái tóc này, tóc nhìn cũng chất lượng nhá, tóc nhìn đẹp nhá. Đây, đây là một cái giày, quần này. Tiếp theo thì chúng ta có cái áo này, đó bạn thấy chưa? Theo mình đánh giá tổng quan thì trang phục này nhìn khá là đẹp. Nếu mà được cho free ấy, trong sự kiện sinh nhật thì ok, quá là chất lượng luôn các bạn. Và các bạn đang xem thì đừng quên like, đăng ký giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.